anh cầm bằng lái xe của em. Tôi lập biên bản, tôi mời chị. Vì sao lập biên bản? Vì sao lập biên bản? Vì sao? Vượt đèn đỏ bằng chứng đâu? Bằng không có bằng chứng thì bây giờ sao lại quay quay mặt? Đây mặt tôi đây, chị quay bình thường đi nhá. Bây giờ vì bỏ sao? Ra. Thế vì anh đưa bằng này. Tôi mời chị ký, tôi không giải thích nữa. Sao lại không giải thích? Anh cầm bằng người khác không anh không giải thích hả nào? Cái kiểu công an thì như thế này, được rồi anh đấy. Tôi đây, đây tôi, tên tôi đây. Em sẽ gửi cái việc đấy em làm được, hiểu không? Bây giờ nhá, đây, anh ơi, bây giờ em hỏi anh một chuyện. Bây giờ anh bảo là chị ký không ký để tôi làm việc nữa. Thế bây giờ em, anh bảo em sai vượt đèn đỏ đúng không? Nhưng mà chắc chắn là em một cái nhau em bắt đầu đi qua nhưng mà anh không đưa ra bằng chứng gì cả. Bằng mắt thì bây giờ tôi em làm, có mắt nhá. Đúng rồi, em cũng có mắt. Đó luôn nó chỉ thế. Em cũng có mắt và em cũng có mắt. Cái việc các chị đi như nào là các chị phải đương nhiên là em biết là đèn đỏ không người em vẫn đi cả. Đúng không? Không bao giờ có đèn đỏ vẫn đi cả. Em biết, đúng thế, em biết em cái chứ không em cái làm gì. Đây không quay rõ đi. Quay rõ đi. Rồi, bây giờ nhá. Rồi, tôi mời chị bảo tôi giải thích rồi. Chưa giải thích nhưng mà không đồng tình, bây giờ phải có bằng chứng, chẳng có bằng chứng gì cả. Bảo là có người, có người làm chứng lên, anh bảo này, anh bảo là có người làm chứng lên. Cái này tôi nói luôn chị này nhá. Rồi, anh nói đi, anh bảo có người làm chứng lên, nhưng mà bây giờ chẳng có người làm chứng lên. Anh ý bảo là này. Ờ chị không nghe thì chị không nghe thì là có người lên bằng 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 chứng như là anh nào anh cướp bằng người ta như thế à? Không có chuyện thì chị nữa nhá. Anh cướp bằng như thế rồi em nhớ đấy. Thế rồi. Đi chỗ sau chị. Bây giờ không vượt đèn đỏ, họ bảo vượt đèn đỏ xong rồi cướp bằng cướp đỏ. Còn chị đâu chẳng có bằng chứng đâu cả. Thế thầy ở công an.